Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Chân dung cô gái trong đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng, từng là sinh viên tiếng Trung có sở thích diện bikini. Hai cô gái Việt Nam tiếp tay giúp đối tượng người Trung Quốc đưa người trái phép vào lãnh thổ chót lọt nhiều lần. Những ngày qua, bên cạnh tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thì tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khá nhiều, gây sự chú ý của dư luận. Vào ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiến hành truy tố nhóm người tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Theo đó, các bị can là Chen Xiang Fa, sinh năm 1993, trú An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc; Hồ Thị Thu Tê, sinh năm 1996, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Linh, Quảng Nam; và Huỳnh Ngọc Đê, sinh năm 1979, trú đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, cũng bị truy tố về các tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Có thể thấy, trong đường dây này xuất hiện hai cô gái người Việt Nam với vai trò tiếp xúc để đưa người từ Trung Quốc vượt biên trái phép. Đáng chú ý, đối tượng Hồ Thị Thu Tê từng là sinh viên khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Được biết, vào cuối năm 2018, Tê đến dạy tiếng Trung cho Huỳnh Ngọc Đê và con của Đê. Trong thời gian này, Đê rủ Tê đăng tải bài viết về cho thuê nhà cho các đối tượng ở Trung Quốc thuê để nhận hoa hồng. Với lợi thế của mình, Tê đã sử dụng ứng dụng WeChat đăng tải bài viết về cho thuê nhà. Chancy Alpha nhiều lần nhắn tin qua WeChat liên hệ T và D để thuê nhà. Pha sau đó đã liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam đưa Pha và cùng một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ. Sau đó các đối tượng đến ở tại các căn nhà tại thành phố Đà Nẵng mà T và D đã sắp xếp từ trước. Tổng số tiền thuê nhà Pha đã đưa cho T là 92 triệu đồng, trong đó T nhận tiền hoa hồng là 5,75 triệu đồng. Còn lại 86,2 triệu đồng T đưa cho D. Đến lần thứ 3 vào khoảng giữa năm 2020, đường dây đưa người Trung Quốc trái phép vào Đà Nẵng bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện và bắt giữ tại trận. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.